cùng là những chiếc iPhone với màn hình rất là lớn 6.7 inch. Tuy nhiên á, là mình cầm trên tay thôi là đã thấy có sự khác biệt rồi. Và đây là iPhone 12 Pro Max cũng như là iPhone 14 Plus. Anh em nào đang tìm kiếm những cái mẫu iPhone á, mà có mức giá phải chăng, cũng như á, là có thiết kế sang trọng, có thể sử dụng lâu dài á, thì tham khảo thử hai em này nha. Bắt đầu thôi. Đầu tiên á, trước khi mà so sánh chi tiết của hai em này á, thì mình cũng nhắc nhẹ một xíu là hiện tại iPhone 14 Plus á, thì vẫn còn hàng mới, trong khi iPhone 12 Pro Max á, thì chỉ còn hàng line new mà thôi. Cho nên á, là khi mà anh em mua thì anh em cũng nên cân nhắc thật là kỹ ha. Mà khi mua mới á, thì mình sẽ không phải lo lắng về các lỗi phát sinh thường gặp trên các sản phẩm cũ. Còn đi về chi tiết về hai em này á, thì mình sẽ phân tích từng điểm luôn ha. Nếu mà xét về hiệu năng á, thì iPhone 14 Plus chắc chắn là sẽ có một hiệu năng mạnh mẽ hơn với chip mới là A15 Bionic so với A14 Bionic trên iPhone 12 Pro Max. Cơ bản và những cái tác vụ hàng ngày thì mình vẫn có thể sử dụng tốt. Tuy nhiên, đối với những cái game hạt co thì chắc chắn là iPhone 14 Plus nó sẽ nhỉnh hơn một xíu. Ngoài ra thì mình sẽ có cải tiến về camera và công nghệ. iPhone 14 Plus có một cái hệ thống camera được nâng cấp với khả năng chụp ảnh và quay video chất lượng cao hơn. Đặc biệt là trong điều kiện ánh sáng yếu là anh em sẽ nhìn thấy rõ cái phần này. Về pin và thời lượng sử dụng thì iPhone 14 Plus nó sẽ tốt hơn. Cơ bản là vì iPhone 12 Pro Max là một chiếc điện thoại mình được đánh giá là có viên pin khá là yếu. Còn iPhone 14 Plus thì về cơ bản là phần pin của nó cũng đã rất là ổn rồi. Mà còn lại là máy mới nữa thì chắc chắn là có thể sử dụng được rất là lâu dài luôn. Tiếp theo là về công nghệ màn hình thì iPhone 14 Plus cũng sẽ hiện đại hơn. Với màn hình là Super Retina XDR sẽ mang đến một cái ánh sáng nó cao hơn, cũng như là mang lại những cái trải nghiệm xem phim nó tuyệt vời hơn. Còn nếu mà xét về thiết kế thì iPhone 14 Plus nó sẽ cầm nhẹ hơn rất nhiều so với iPhone 12 Pro Max. Tuy nhiên iPhone 12 Pro Max nó cũng sẽ có sự sang trọng hơn, tùy gu nha anh em. Nhưng mà nếu anh em ưu tiên sự gọn nhẹ thì chắc chắn iPhone 14 Plus sẽ là một cái sự lựa chọn tốt hơn. Và thêm một điểm nữa là về phần hỗ trợ phần mềm á, thì chắc chắn là iPhone 14 Plus nó sẽ được hỗ trợ lâu dài hơn so với iPhone 12 Pro Max. Cho nên nếu mà anh em sử dụng lâu dài thì chắc chắn là nên lựa chọn iPhone 14 Plus ha. Tuy nhiên để đổi lấy những cái trải nghiệm nó thật sự tốt trên iPhone 14 Plus thì tất nhiên là anh em cũng sẽ bỏ ra một mức chi phí nó sẽ cao hơn so với iPhone 12 Pro Max ở thời điểm hiện tại. Vậy thì đến đây anh em nên lựa chọn chiếc điện thoại iPhone nào cho nó phù hợp với lại nhu cầu sử dụng của mình? Chắc chắn á, là phải dựa vào cái kinh phí cũng như là vào nhu cầu sử dụng của anh em. Vậy thì anh em nên chọn iPhone 12 Pro Max nếu như anh em ưu tiên thiết kế sang trọng, cao cấp hoặc là cần một hệ thống 3 camera sau với ống kính telephoto. Và chắc chắn là iPhone 12 Pro Max nó sẽ tiết kiệm chi phí cho anh em khá là nhiều á. Và anh em chọn iPhone 14 Plus nếu như ưu tiên hiệu năng mạnh mẽ hơn nè, chất lượng hình ảnh chụp nó tốt hơn, đặc biệt là trong điều kiện thiếu sáng, hoặc là đơn giản anh em muốn một chiếc iPhone mới có được hỗ trợ cập nhật phần mềm lâu dài. Đến đây thì mình cũng sẽ nhắc lại cái lưu ý ban đầu mà mình đã đề cập với anh em, đó là khi mà mua iPhone 14 Plus thì anh em sẽ có thể mua hàng new, còn iPhone 12 Pro Max nó sẽ là hàng cũ. Mà khi là hàng cũ thì chắc chắn là anh em phải quan tâm đến vấn đề pin rất là nhiều, tại vì pin nó dễ bị yếu nè, cũng như là nó sẽ không còn được thời gian sử dụng tốt như vậy nữa. Mà mình nghĩ là nếu mà anh em mua sử dụng lâu dài thì anh em nên lựa chọn những chiếc iPhone 12 Pro Max nó đã được thay pin, hoặc là anh em có thể tự thay pin cho chúng. Và hiện tại thì Minh Tuấn Mobile vẫn đang hỗ trợ trả góp, cũng như là có những cái chương trình ưu đãi rất là tốt dành cho iPhone 14 Plus. Nếu như mà anh em quan tâm thì có thể tham khảo ở link ở phía bên dưới nha, mình đã để sẵn dưới phần mô tả rồi. Còn anh em nghĩ sao về hai chiếc iPhone này, hãy comment ở phía bên dưới cho mình biết nha. Bây giờ thì đừng quên like, share và subscribe cho mình Tuấn Mobile luôn nha. Bye bye.